ông Đặng Xuân Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ngày 18 tháng 8, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về điều động, luân chuyển cán bộ. Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, luân chuyển, chỉ định ông Đặng Xuân Phương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa 15 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định sẽ cùng với các lãnh đạo trong thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh phát huy cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Đặng Xuân Phương sinh năm 1974, quê quán xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Trình độ tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ nhiều vị trí công tác tại Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.